ướt cả cái bát rồi. À, không sao đâu. Không, này mình đi đường khác. Này mình đi đường bắt nghe. Ui da. Ông ơi, em chuyển ba lô cho anh mới được. Chuyển ba lô, chuyển máy. Chưa. Ờ, nó vừa một hình tam giác luôn á. Ờ, đúng rồi, đúng tạo rồi. Tạo hóa hay ghê á. Nhờ may mắn á, cái tảng đá này nó có độ bám á. Tấm đá mà mua luôn. Ờ. Nếu mà gặp những khi mưa á, thì mấy đứa mình không bao giờ. Đây. Ba anh em mình đang có mặt tại hang cạnh tảng đá chuông. Và đến đây thì mình sẽ còn một hướng đi nữa thì sẽ lên trên đỉnh hang hả? Trên miệng hang hả anh? Thì mình còn cái chỗ nào khám phá nữa không? Thiếu gì? À. Đi qua. Uống đi Phong, em uống đi. Đang cầm cho. Ôi cái con ốc sên nè. Lôi nó vô nó là hồi năm đi về gì nó nắm tay đồ lôi ra đi về vậy. anh Năm, cái con này là con ốc gì? Ốc sên hả? Ừ. Ốc núi á. Ốc núi à? Ốc này ăn được mà không? Được. Có cái loại con ốc mà cái miệng của nó đó. À. Cái miệng của nó mà nó cuốn tròn lại gì nè. Con ốc nó mắc tiền lắm, mấy trăm ngàn ký. Mà khó kiếm lắm. Ở trong này mát ha. Như một cái phòng lạnh á. Có khi tôi với chú Hai đi vô hang cái chỗ nào mà. Cái đường này qua đây được nè. Ủa mà nó cũng lên luôn rồi. Hả? Qua đây cũng lên luôn rồi. Chưa chắc gì lên đó nè. Dạ hả? Qua đó đợi lên trên cái thấy ánh sáng đó hả? Ờ. Thì đi qua thử hả? Đi. Ở đây nhiều ốc quá. Đá. Rồi đi vô cũng đi. Ở đây em thấy đường này giống như đường lên phải không ta? Có ánh sáng kìa. Ở đây có con ốc nữa nè anh không? Núi mà. Nhìn quá cao. Ở đây cái hướng này là anh em mình thấy ánh sáng mặt trời nè. Ờ, thấy ánh sáng luôn nè. Bên đây cũng vậy. Mình đi hồi cái mình đi lên thấy không? À. Cái bữa nãy là mình đi xuống hồi cái mình đi qua hồi cái đi lên rồi. Ờ. Cấu tạo hay ghê á. Đúng rồi. Cái hang là cái gì? Mình đi hang đó là mình đi xuống, đi lên, đi qua. Cái ngách này sâu ghê á. Coi cái chỗ này có đường đi không là mình xuống nữa. Có không anh? Nè dưới này cũng rộng đó nè. Đâu đi được rồi. Đi xuống được á. Ừ. À. Không biết có đường đi nữa không. Ồ, rộng chưa hả? Ờ, được rồi, đi xuống đi. Ủa, có tiếng người. Có. Chú ơi. Mới nãy có ai ở chảnh á. Chú ơi. Nãy được nghe. Chú ơi.
Im lặng rồi có. Hú hú dễ nghe. Đây. Ủa vậy, vậy thầy sư đó đi đâu? Hồi nãy cái đường kia là mình đi hết được đúng không? Ừ. Đường Na Phong đi á. Cái dây này gì dây, dây giác hả? Dây rễ ở trên á. À, cây nó đồng xuống ha. Em phải chịu cái chân vô đây nha Phong. Cái mỏm đá này nó nhọn lắm, đi phải chịu nhẹ nhẹ nha. Ô, cái này à, khó. Em phải đưa cái mông lên đây. Thử rồi, lại nó đi. Để gì không cưỡng nào mà xuống chỗ này. Nhìn xuống được mà lên không được không? Xuống không được luôn á. Xuống được luôn hả? Ừ. Cục lá. Ở dưới đó nó rộng lắm á. Dưới lắm luôn. Bây giờ đây. Đường đó là chui lên hay gì anh? Hình như đường đó chui lên á. Dạ. Phải không? Mà không biết có chui lên được hay không. Đi thẳng á. À đưa ba lô em. Đưa ba lô em. Hả? Đưa cái ba lô anh quải cho em mở trường được. Nó bị dướng ở tảng đá ở trên á. Rồi sao anh? Có đường đi không? Không. Bít rồi hả? Bít rồi. Có cái lỗ đứng lên. Nếu đứng lên mà leo lên không được. À, vậy mình phải chui ngược lại rồi. Rồi đúng rồi. Coi như là đây cái đoạn đường cuối cùng mình có thể đi được. Ừ. Còn làm lại leo lên không được. Nếu mà quan sát á mà có thiết bị mà leo chui á, dây nhẹt rồi cái ừ. Mấy chỗ đó phải có dây. Dây. Tại vì xuống dễ đó, nhưng mà lên á, leo ừ. lên á thì dây. Bởi vì dây á mình đem theo mà là nhỏ dây phải cho dài đi sao. Dạ. Cái chỗ nào mà khó leo á. Đu. Một một cọng, hai cọng mình cột hết. Một cọng mình đu, một cọng mình cắt nút nữa mình bám cái giò vô mình ly lên. Ừ. Chứ một cọng mình leo là không được. Đúng rồi. Phải hai cọng. Cho nên đi hang mà sâu sâu vậy nè. Đem nhiều dây phải cho dài. Nói vô. Rồi, rồi đầu hai mình thả là hai cọng. Một cọng thắt rút, một cọng mình nắm. Là thắt cái cọng thắt rút rồi mình kẹp cái nhón vô cái rồi mình đi lên. Ở trên này nè, có nhiều cái loại dây. Dây mà rễ á. Mình lấy mình đi hang được luôn á. Nó chắc đây, chắc hơn nhiều dây luôn. À, mà không không bao giờ một. Không lẽ mấy ông tặng cho mình sợi dây này. À, chắc bây giờ mình leo lên ha. À, đây anh cầm máy. Hết duyên rồi. Chỗ này là mình leo lên xuống dễ. Đẹp á, dây gọi đẹp kìa. Đưa ba lô em, được không? Đưa điện thoại đây. Anh phải có hai tay bám vào mới được. Điện thoại này phải đi hai tay. Nhớ quay lại cái điểm cũ em lấy cái ba lô em nha. Không, trước sau gì cũng một ba lô để gần miệng không? Dạ gần miệng. Ờ gần miệng, lát nữa mình đi lại đó. Ừ. Thí dụ mình đi chỗ khác mình cũng đảo lại đó.
đường lối này đúng không? Ờ, đúng rồi. Vậy mình làm leo, nha. Leo lên đâu được. Mình không nhớ cái vị trí để làm. Rồi em cứ đi đi, anh có đèn sao? Qua đây anh Năm. Qua đây. Qua đâu? Qua đây, qua đây. Lên đây hả? Lỗ này nè, lỗ này. Lỗ như này. Qua đây nè Phong. Dễ bị lộn ghê luôn á. Ô tảng đá này lên đây không được à? Lên lên được, để được, được mấy ông đứng đây nha. Tôi coi thứ kìa. Được không anh? Không xuống được. Không hả? Không. À. Còn cái hang nữa hả? Lớn dữ lắm. Mà xuống được. À hả. Nó cao. Ồ, phải có cái đá kia lên đó là đi được. Đây, mấy anh em mình đi. Anh cầm tiếp cậy. Cây này chắc lắm á. Cây này anh có thể nắm lên được nè. Anh nắm nó lên. Cái này đã dễ. Ờ. Ha. Chắc kìa. Ủa ở đây giống như là mình ở trên trên đỉnh núi ta. Đi ra đi ra. Đi ra đi ra. Đi ra. Nào. Để tôi tìm mình này ra thử coi coi coi. Ôi ôi nó sâu vô kìa. Đây. Xúc thắm hả? Ừ. Không có đi qua đó đi không được rồi. Tại vì một đây một cái vực thẳm. Ờ à, không bước xuống được đâu. À. Qua bên đó một cái vực thẳm là không có đi được nè. Không thể nào đi cái đường này mình leo lên đâu được đâu. Đúng rồi. Mặc dù là mình có thể thấy được cái ánh sáng từ trên kia. À. Nhưng mà nó không có đường ra thì mình sẽ không kiếm cái đường hướng khác. Chứ cái này mình bước qua đó thì được rồi đó. Nhưng mà qua bên kia đâu bước được đâu. Ở này bước qua sao được anh? Được. Được hả? Ừ, dính đứng dịnh đây là bước qua. Thôi đi lại đường cũ đi. Thôi đi lại đường cũ đi. Sâu hung hút ở dưới ha. Mình đi được á, mình bước lên tí đi. Không được á, mình đảo lại. Mình đi tìm đường đi mà. Thật ra thì không có, không có anh Năm dẫn đi thì cũng không dám chui sâu, không dám chui sâu xuống đâu. Tại mình không có biết đường được. Cái cửa này mình đây. Nó này mình đi lại đường cũ nè. Nhưng mà anh Năm nhớ được cái ngõ ngách đó hết hả? Đó là cái, cũng là một cái điều đặc biệt ha. Ở đây có nước gì gì đây luôn á. Tôi đi nè. Nhớ đường. Đi qua cửa nhà. Thôi giờ mình vô nhà rồi mình xin phép đi 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 ra nha. Vô tham quan thôi. Sao tắt đèn rồi. Vất vả. Nói chung là tìm đường đi ra thì nó cũng vất vả. Đuối rồi. Thú vị không? Hả? Nhưng mà vui. Có cái này mình lên đây được không? Lên đây được không? Chưa thấy được rồi. Được không? Được, được mà được. Nãy mình có đi hướng này không? Bây giờ đi đường, đây đường cũ hay gì? Đường cũ hay là ra đường này? Đi đường cũ thì đi đường này nè. Còn nếu ở đây có một hướng lên nè. Ở đâu đi đường này cũng được đi. Không, mình đi đường mới, mình ra đường mới đi. Đường mới luôn hả? À. Đường đó anh như thấy ra được nè. Leo lên được không? Được chứ anh, đây leo lên được mà. Cho nó cát nó trơn nữa mà.
được mà phải không? Anh lột dép ra. Lột dép không được. Wow. Cứng à. Coi được không? Được không anh? À. Nếu như... Hả? Ra gần luôn hả? Dám đưa anh. Có ra gần. Một lối gì à. Qua đây mà mất leo lên sao leo lên. Thật ra thì cảm giác của mấy anh em mình á, khi mà chui hang như thế này á, thì có được anh Năm, nó giống như là một người hướng dẫn mà nó chuyên nghiệp và thật thụ, nên là nữ ra là cảm giác của mấy anh em mình nó cũng phần nào nó bớt lo sợ. Thật ra mình nếu như mà Bùi Hồ với lại Phong Bùi mà đi chung cái hang như thế này á cũng rất là vất vả hay không ha. Anh Năm ơi, anh Năm đâu rồi? Nghe coi dây này lớn ra, dây này mình có thể thòng tay được á. Đâu thấy anh đâu mất tiêu rồi, một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Đường không? Đi này nè. Đâu? Đường này nè, đường cũ. Ờ, qua bên đây hả? Bên đây hướng đâu đi? Hết rồi, hết rồi. Bên đây đâu có đường đi. Cái đường bên này mình đi. Ở dưới này có rất là nhiều cái ngắt. Là họ có thể tua sâu được rồi. Cái đường bên này mình ra bên nào? Vậy là mình ra đường nào? Đường bên đây nè. Hả? Đúng rồi, cái tảng đá này. Ây da. Rồi. Có giây phút căng thẳng của anh em tìm được hướng ra nè, cái đường nãy mình leo xuống nè. À. Qua bên đó mình trèo xuống dưới cái hang đi lọn qua đó không? À. À. Bây giờ đi lên luôn nào. Hả? Dù cho cô báo của anh chị mà có Google Map cũng đâu có thấy đường bật đường ra. Cho mình mất sóng điện thoại luôn rồi. Ừ. Mất sóng luôn hả Phong? Dạ. Ôi. Ở đây đường nào? Không còn sóng điện thoại. Xuống đó hả? Ừ. Ôi thật ra thì mình trong chui hang á, em có nhận xét thấy như thế này, không phải nơi nào nó rộng thoáng là đường đó là ga. Ừ. Mà cái đường ga nó có thể nó bó hẹp vô như vừa cái thân người của mình thôi. Ây da. Ây da. À. À, đúng không? Nãy giờ Phong cứ mãi miết kìm tìm hướng này hoặc là hướng bên đây. Phải không anh Nam? Đúng không? Có một cây khe nắng nó lọt vô nhìn đẹp ghê á Phong. Hả? Giống như một cái bóng đèn á. Cái đèn anh dọn. Phải đường về không? Phải đường. Đường về đúng không anh? Phải chui vô này ra. Anh chui trước cái đường cầm đầu cho sao vậy? Đưa anh cầm cái máy cho, máy này không sao. Nè xuống chỗ này xuống đường nào không? Đâu anh? Đây nè, rồi xuống đây. Đâu anh, đâu anh? Đây nè. Ờ, chui qua đây hả? Em phải đợi Phong xuống chung mới được. Đợi Phong nó cầm vỗ trên kia. Em đưa máy anh. Em quăng ba lô xuống. Quăng ba lô xuống cho anh. Cái này cũng gần cả tiếng hồ à. Cái này phải nằm xuống hả ta? Đi sao cũng được, đi đường bên đây cũng được nữa. Đi đường nào dễ đi. Ây dạ. Đi đường nào? Đường nào dễ thì đi. Mới đi, cái đầu trước. Ôi, lỡ rồi. Đúng không? Được. Nhưng mà cũng vất vả.
Không, Phong đi đường dưới này đi. Ờ, đi đi trước mặt, đi thẳng tới luôn không? Dạ. Đi thẳng tới nè. Ờ. Mất tải. Ba lô nè. Phong qua đây đi. Chung cái hàng thấy bên đây nó sẽ đẹp hơn á. Em sẽ nó giống như là người ta gọi là gì? Cái này nó giống như là mẹ đẻ. Để chú đâu cho chúng ta sơn chui cho là đi ngược rồi. Ờ để ngược. Để ngược. Chú bên này nè. Hay ghê ạ. Một đứa con mà khi mà chui ra khỏi mẹ thì thường lớn là chui cái đầu ra trước. Đây là mình gọi là đẻ xui nè. Đẻ xui. Có người đẻ ngược, người đẻ xui chứ. Dạ, có người đẻ hai cái giò ra trước nữa. Cái này mà nếu mà ai mà không tập thể dục á, leo núi thì chắc đuối lắm á. Đúng rồi. Tại vì khi mà leo núi chúng ta vận động nhiều. Tứ chi luôn á. Cái cơ hoạt động nhiều ngay, ngay cả cũng phải căng thẳng cái bộ não để tìm đường ra. Cảm thấy sao? Cái ba lô. Dạ. Này hơn tập gym hả? Hơn tập gym luôn. Dạ. Sao anh? Có lên đi nhảy đường không? Mình khỏi chung nhịp đi nha. Cái cục đá này nó bị bấp bênh á. Nghe không? Đi cẩn thận nha. Đừng mà. Không thì ở đằng sau nè. Nãy giờ anh em có tắt điện thoại nữa nhưng mà hay thước phim của em á thì nó hơn 40 phút rồi đó. Về hả? À. Có nghĩa là em có tắt ngưng quay một tí xíu á. Mà hay thước phim nó hơn. Ờ. Tắt được không anh? Tôi tắt nhiều luôn á, mà không biết có dài không. Em hết một quả pin rồi. Em thay pin đi, anh gọi cho. Không, sao đâu, cái này đang rồi. Gọi hết rồi. Trời trời trời. À, cái này mới đúng là mè đẻ nè. Đó, anh Năm chui vô lấy vất vả ghê á. À. Đó, thấy không Phong? À, tự anh chui ra chứ không ai gần anh gai anh Năm. Anh Năm ơi, anh cầm cái đèn giùm, cầm cái máy giùm em nhé. Đây. Quay xuống. Anh đứng ở trên đó để cái đèn pin anh xuống đi. À. Đây. Phải truyền đưa cho anh Năm á. Để có được những cái để có được những cái thứ phim của máy là đơn giản hơn. Ý, em có tắt rồi. À, không sao. Ui dạ. Hồi nãy chú vào nghĩa. Không, cái này mình đi đường khác. Này mình đi đường tắt ngang. Ui dạ. Phong ơi, em chuyển ba lô cho anh mới được. Chuyển ba lô, chuyển máy. Chú anh. Đây. Đưa điện thoại em. Em phải đặt thẳng giò nha. Thêm một lần nữa nó bắt đầu là tôi ra khỏi bụng mẹ. Ờ, nó vừa một hình tam giác luôn á. Ờ đúng rồi, đúng tạo hóa hay ghê á. Hình tam giác. Này từ đẻ chứ không ai đẻ. Từ đẻ. Chưa đến lần này chuyện. Hết rồi. Đó, em bấm vô tảng đá, tảng đá dưới này. Ừ, kéo đây, dưới này. Hai cái tay mình kéo cái giò lên. À. Được chứ? Được rồi. Sao ơi? Sao? Ủa? Mẹ đẻ lần hai khó hơn lần một hả? Đây đi xuôi không phải đi ngược luôn á. Đuối rồi, Phong đuối rồi. Wow. Là cái cũ đây. Để coi mình đi.
Anh đây đi. Dạ. Ờ, đúng rồi, chỗ này hay được anh ạ. Ờ. Bị tán đâu anh? Em bị luôn hả? Không anh. Ủa, vậy để cho anh dưới đó. Dạ. Anh nhấp nhấp cho một cái kẹt á. Chưa đây, tôi sẽ tìm cái đường đi cho nó dễ. Cái thước phim này khá dài, chắc có lẽ là cô bác quý anh chị xem để mà hiểu được cái nỗi vất vả của anh em mình khi mà khám phá hang động như thế này. Thật ra thì những cái luồng ánh sáng kia là gọi từ trên núi xuống á, nhưng mà gặp như thế rồi chưa hang như thế, nhưng mà nó đâu phải là lúc nào gặp là cũng lên được anh chỗ đó hay anh Năm. Mình nãy đi qua cái đường đó, bữa nãy mình đi qua đó. Đây đi ra đâu được. Không được hả? Ủa. Bữa nãy không được ngồi đi trước đây nè. Mình nhớ không? Nhớ nhớ. Cái chỗ mà anh bị tán đâu á? Ờ. Đúng rồi. Được không anh? Anh Năm thấy được không? Hết một quả pin rồi. 20. Ủa cái tảng đá này chim sao hay ghê ta. Được không anh? Nhưng mà chưa có lên được hả? Bây giờ anh em mình là Phong, anh em mình sẽ tắt bớt một cái đèn. Anh Năm, cái đèn của anh lâu không? Lâu thì được, cài đó để đi. Mình đi xuống đây qua bên đó. Bây giờ mình vòng lại chỗ cũ. Có nghe lẩn quẩn tìm được không? Chưa được đường ra, phải không? Thôi cái hang này ạ. Cái hang đó bữa nãy mình đi qua cửa nhà đó. Ừ. Nhớ không? Hai cửa nhà. Bây giờ anh ngồi đây, mấy anh em mình uống nước cái đây anh Năm ơi. Đừng có suy nghĩ nữa. Mấy ông tự dẫn ra mình ra. Ra chưa? Ra được chưa? Thôi ra đi ra. Nãy giờ mệt não. Được không anh? Ủa cái bậc thẩm này sâu hun hút luôn á. Nhớ nãy tôi đi vô đây đầu tiên không? Ừ. Ủa sao anh làm cho tụi em hoang mang vậy? Ê Phong ơi, được không? Nghe không? Rồi sao được, được không? Được. Ở đây có một cái bậc thẩm rất là sâu nha Phong. Bây giờ em đứng đó, em đưa cái bị cho anh. Đưa cái bị và đưa cái máy cho anh. Này, anh cầm máy này. Nhờ may mắn á, cái tảng đá này nó có độ bám á. Đâm cái ông mà mua luôn. Ờ. Nếu như mà gặp những khi mưa á, thì mấy lúc mình không bao giờ. Đây. Nãy giờ chụp tập 60 quả tạ. Thôi kìa, tập smart luôn. Rồi, thay pin cái đi. Ngừng thay pin cái đi nè. Máy của tụi mình cũng hết pin luôn. Rồi. Phong thay xong rồi. Phong nửa hang á. À. Thì mình đi ra được nha. Ừ. Còn mà từ nửa hang trở vô á là không có ra đường cũ được nha. Đi đường khác hả? Đi vô rừng. Dạ. Chỗ ra rừng lúc đó còn vất vả nữa. Không. Khỏe hơn. Cái tảng đá này sao ta? Ôi anh Năm ơi. Cầm giùm em. Không đi được. Cái đoạn này nó, cái tay mình chịu bằng cái gù này không khó lắm. Cái cục đá này không bấm được nha Phong nha. Cục đá này nè, không bấm được. Cái dây này chắc không ta? Chắc nắm đi.
À, cái dây này hay ghê á. Ôi. Ôi, chút xíu đụng đầu nữa. À. Cái tảng đá này nè, mình nên gỡ ra luôn không? Nó không có độ an toàn á. Đó, cái người mà bỏ dưới, bỏ dưới luôn. Bỏ chưa? Bỏ vô khe đó đi. Ừ. An toàn. Chứ anh không biết thì mình bám qua đây nó nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Rồi lên đường này nha. Bị nè. Dạ. Bị nè. Bị gì vậy? Không có gì, bị trật đá trật gông á không? Bám lên hả? Anh lên đi em dịnh nha. Em quay cho. Em quay cho. Anh lên đi. Rồi ok. Mình không có cần bám. Mình đẩy á. Dịu dò mình đẩy lên vô vậy hả? À cái lực chân á. Đi có ba anh em có thiết bị nè, có ba anh em mới hỗ trợ nhau được. Đúng rồi. Còn một người thì nó khó lắm. Đi một người là nãy giờ không có đi sâu được. Ừ. Đưa ba lô anh. Bấm chắc chưa? Ra chui cái hang này nó không có dự tính trong cái kế hoạch của anh em mình mà nó có cái độ hứng thú trong đó. Quá mệt. Cái hòn đá này lớn ghê không? Nãy giờ mình chui nghĩ là nó nhanh lắm nhưng mà thực ra đi tốn gần 2 giờ đồng hồ. Đúng rồi, lâu lắm. Giờ mới leo lên được nè. Tự nhiên tâm lý nó nhẹ cho nãy giờ tụi nó là bị lạc rồi. Không có ra được mà mang đồ còn chút xíu nước suối à. Cái sợ nhất là ở trong hang á là thiếu nước. Đi xuống hang để tới có kinh nghiệm mà đừng có nói tiếng đi lạc. Ừ. Kinh nghiệm đúng không? Ừ. Vì sao vậy? Mấy con nhỏ. Giận đi. À. Biết mình yếu tâm lý thì là cho mình hoang mang hơn. Ừ. Nhưng nó không giỡn mình. Ờ. Nhưng mà thôi. Nãy giờ mấy anh em mình hơi cũng bị căng não không? Ừ. Có những cái giây phút mà nhưng mà tôi thì tôi không có sợ. Tại vì tôi nhớ chứ. Có anh thì tụi em ít lo hơn. Nếu như mà em với Phong thôi thì vất vả lắm. Nước không đem theo nè. Bây giờ mình lên này làm ra luôn á. Nước còn ít lắm đúng không anh? À nước. Ừ, hết đâu, mình ăn đâu uống nữa. Giờ đi cái hang này đúng không? Đi đường này. À, đi Phong. Này này, quay tôi đi. Em đem trước quay chặt. Để em đem trước quay anh. À, cái đến đây thì coi như anh em mình kết thúc một cái hành trình chung hang mà chưa có biết tên, chưa có đặt tên, và anh Năm thì đặt nó là hang chỗ Điện Chuông. À, mà cái hang này thì người dân ở địa phương ở đây họ cũng ít khó mà dám chui hang như thế này. Đúng rồi. Và đặc biệt có duyên, căn duyên anh em mình có dịp chui vô một cái hang mà nó hóc búa, nó lại hiểm trở như vậy. Mà anh em mình đến đây rồi, coi như là an toàn ha. Rồi, chúc cô bác quý anh chị một ngày mới thật vui vẻ nha.